Hãy cùng ăn bánh và xúc xích cùng với ba chị em, à bốn chị em mình nha. Đây đấy, của bạn Tú và bạn Lộc là xúc xích, còn của mình với Minh Anh là bánh rán các bạn ạ. Bánh rán ở quê mình rất là nhiều luôn. Đây, ở bên ngoài được làm bằng bột nếp và rắc thêm vừng. Ở trong là cái gì mình vẫn chưa biết nữa. Trong là bột nếp hay sao ấy chị ạ? Em cũng không biết. Ê, ở bên trong là nhân đỗ nha các bạn nha. Ê, các bạn ơi, ăn bánh rán này. Ôi giời ơi. Ngon. Mình ăn xúc xích nha. Ngon. Chờ mỗi chừng ớt. Còn anh Lộc nè. Lộc ơi, ăn đi. Ăn đi. Ngon không? Quả chứ, giờ lại phát à? Rất là ngon luôn các bạn ạ. Thế em xin miếng. Đây. Ngon đấy các bạn. Của bạn Tú khá là đắng luôn. Có trái rồi. Đây các bạn ạ. Rất ngon các bạn ạ. Từ từ lại chị. Rất ngon các bạn ạ. Anh rất ngon luôn. Đây này, bánh rán hơi dai dai, ở bên trong có nhân đỗ, ăn rất là ngon và vừa luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, bánh rán nó dai dai này, ở trong nhân nó ngọt ngọt, với lại vừng rắc lên rất là thơm và ăn rất ngon luôn. Đúng rồi. Đây các bạn ơi, đấy, nhân bên trong này ăn rất là thơm và ngon luôn. Nó dẻo. Các bạn ơi, vừa nãy mình nhai thấy sật sật, hình như là người ta còn bào dừa cho vào bột nếp hay sao ấy các bạn ạ. À, ăn ngon lắm. Ê, ngon. À không phải hạt vừng nha các bạn nha. Đây là hạt vừng. Các bạn ơi, đây chính là hạt vừng đó. Bé tí luôn. Ăn rất là thơm và ngon. Mình ăn nốt nha. Xúc xích ăn rất là nhanh các bạn ạ. Nhưng mà mỗi tội bánh rán nó to hơn, cho nên là ăn lâu hơn, nhưng mà được cái ngon hơn các bạn ạ. Rất là ngon. Ở chợ sàn quê mình ấy, mình ăn hết cây luôn à. Có bánh rán vừng này. Ê, cây để lại chứ. Ăn cây lắm đi. Và bánh rán vừng, bánh rán đường. Ăn rất là ngon. Bánh rán đường thì cũng làm bằng bột mì và có nhân đỗ ở bên trong. Nhưng mà ở bên ngoài nó sẽ bao phủ rất là nhiều đường cứng luôn các bạn ạ. Đấy, em sẽ răng được luôn. Trời ơi, nó nhức nách. À không phải nhức nách, mà nhức người. Miếng cuối nha các bạn nha. Chưa đến miếng cuối nha các bạn nha. Chưa đến miếng cuối. Đây. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Và các bạn hãy nhớ nhấn like, đăng ký giúp trường hộ chúng mình nhé. Bye bye.